chung chung đang thân tiến bước theo con đường của bác. Đợt ngàn hoa chính con ta dâng lên người, dâng lên tới đàng cả nên tin chưa sáng ngời. Cờ sao phía thắng mắt lánh soi sang đường trao đi. Đi ta đi giải phóng miền Nam khi quê hương nhà vẫn còn bóng quê sông đền. Thì ta còn chiến đấu quét dẹp nó đi, lời bác không giúp chúng ta chiến đấu cho quê nhà Nam Bắc hòa lên ca. Năm xưa bác cùng đoàn con đi trên rừng, núi rừng vẫn nhớ suối vẫn trong hình bóng bác. Cả đoàn quân tiến theo người như thác đổ, điện biên năm nào vòng lời bác. Chào mừng quý vị và các bạn lại đến với kênh YouTube của Điện Máy Ruby. Hôm nay sắp tới thì là 30 tháng 4 và 1 tháng 5, ngày đại lễ lớn của đất nước Việt Nam. Thì bên Điện Máy Ruby sẽ làm một cái chương trình khuyến mại rất là đặc biệt để gửi đến cho quý vị và các bạn nhân ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Cái thời gian áp dụng thì tức là từ cái ngày mùng 8 đến hết ngày 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Chúng tôi đưa ra những chương trình ưu đãi rất là đặc biệt cho quý vị và các bạn. Mời anh ấy cứ xích cho đây một chút xíu để quay toàn bộ những cái sản phẩm để cho quý vị và các bạn cùng xem. Thì bên mình rất là nhiều về linh kiện này, loa bát chép, rồi men công suất, rồi mixer, rồi là đủ các thiết bị về âm thanh chuyên nghiệp, âm thanh sân khấu, loa dây, loa hỏa tiễn, đó đầy đủ hết. Thì nay bên mình sẽ làm một cái chương trình ưu đãi rất là đặc biệt cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn khi mình mua hàng từ 59 triệu thì quý vị và các bạn sẽ được tặng một cục đại công suất 2 kênh của Ruby 600W trên một kênh, nó có giá là 4.900.000 nha quý vị và các bạn. Đó, mua hàng từ 59 triệu rồi mua hàng từ 79 triệu thì quý vị và các bạn sẽ được tặng một con men công suất 850W men 2 kênh của Ruby, giá là 5.300.000, và dàn từ 99 triệu là quý vị và các bạn sẽ được tặng một con men công suất 1.100W. Đó, rất là hấp dẫn luôn, giá là 5.700.000, 5.700.000. Và khi quý vị và các bạn mua dàn từ 139 triệu thì quý vị và các bạn sẽ được sở hữu một con men, tặng ngay một con men Ruby R4x1008S. Cái mẫu này thì bên mình đang bán rất là nhiều, thì trị giá của nó là 14.900.000 trên một cái này. Đó, thì mọi cái quà tặng ưu đãi thì chúng mình bên công ty mình Hà Nội Quy đó là đưa ra tặng là hàng tặng phẩm. Nếu quý vị mà không lấy tặng phẩm thì tặng lại cho mình thì mình cảm ơn rất là nhiều, chứ nó không quy đổi ra thành tiền mặt như quý vị và các bạn. Và những cái chương trình ưu đãi quà tặng này sẽ không áp dụng cho những cái chương trình khuyến mại khác của bên Điện Máy Ruby. Ví dụ quý vị đến này thì cái loa này, ví dụ bây giờ cái loa này giá là 10 triệu chẳng hạn ạ, thì quý vị và các bạn rồi thương lượng rồi các thứ là xin là ưu đãi với cái giá này giá kia, hoặc là bên mình có những cái loa ưu đãi rồi thì sẽ không áp dụng được cái, những phần quà tặng mới, nghĩa là quà tặng này không có chồng chéo sang cái quà tặng khác quý vị và các bạn ạ. Đó, và về cái dàn âm thanh thì đó, quý vị và các bạn mua dàn âm thanh hoặc là mua những sản phẩm mà cộng với những cái số tiền như vậy là quý vị và các bạn đều được quà tặng hết, chứ không hẳn thì mua mỗi dàn âm thanh mới được. Quý vị, ví dụ quý vị và các bạn này mua loa rồi mua bát mua chép mà cộng lại thành cái số tiền đó thì cũng sẽ được tặng một con men công suất luôn, chứ không hẳn gì là phải mua bộ dàn âm thanh mới được tặng nha quý vị và các bạn. Và lưu ý là bên mình sẽ làm cái chương trình ưu đãi hết 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 của đại lễ của đất nước Việt Nam. Vâng, mọi thông tin chi tiết xin quý vị và các bạn cứ liên hệ số điện thoại hiện trên màn hình bên góc rẽ của Điện Máy Ruby, 16A đường cây keo, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và xin chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm và ủng hộ cho Điện Máy Ruby rất là nhiều.